Bạn đang đến với chương trình Tìm hiểu Du học Úc. Hôm nay công ty Tân Đại Dương sẽ giới thiệu tới các bạn về ngôi trường Australian National University, là trường đại học quốc gia của Úc, là một trong những trường trọng điểm đào tạo những chuyên gia, những nhà quản lý xuất sắc trên mọi lĩnh vực. Nếu bạn tốt nghiệp từ ngôi trường danh tiếng này, bạn chắc chắn sẽ nắm được một phần thành công trong tầm tay. Thì để tìm hiểu về thông tin học phí cũng như cách thức nộp hồ sơ, hãy liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Thì trường đại học quốc gia tọa lạc tại thủ đô Canberra là trường có lịch sử lâu đời, được thành lập bởi quy định của chính phủ vào năm 1946 nhằm xây dựng kiến trúc thượng tầng tri thức cho quốc gia. Nhiệm vụ hàng đầu của trường là nâng cao sự hiểu biết và trình độ cho mọi công dân, nhằm đưa trường ANU trở thành một trong những trường hàng đầu của thế giới. Với những uy tín và thành tựu đạt được trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho sinh viên, thì trường vinh dự là thành viên trong nhóm 8 trường đại học danh tiếng nhất của Úc. Hàng năm có rất nhiều sinh viên bản địa và quốc tế theo học tại trường. Hiện nay nhà trường có khoảng 4.000 sinh viên quốc tế trên tổng số 15.000 sinh viên của trường. Với môi trường học tập và nghiên cứu hiện đại, trường luôn được đánh giá là một trong 20 trường hàng đầu trên thế giới. Tới nay thì trong hệ thống của trường sẽ có liên kết với 7 trường cao đẳng, là trường cao đẳng khoa học xã hội và nghệ thuật, cao đẳng châu Á Thái Bình Dương, cao đẳng kinh doanh và kinh tế, cao đẳng khoa học máy tính và kỹ thuật, cao đẳng luật, cao đẳng y sinh học và môi trường và cao đẳng khoa học toán và vật lý. Thì với nhiều chương trình đào tạo, sinh viên sẽ có nhiều sự lựa chọn cho mình như là kinh doanh, kinh tế, luật, công nghệ thông tin, khoa học nghiên cứu châu Á và Thái Bình Dương, khoa học máy tính, cơ khí, nghệ thuật và khoa học xã hội, vân vân. Để yêu cầu đầu vào với trường là đối với sinh viên quốc tế là phải tốt nghiệp trung học phổ thông loại giỏi, và bạn cần phải có IELTS là 6.5, trong đó không có band nào là dưới 6. Thì bên cạnh những chương trình đào tạo đại học và sau đại học, Đại học Quốc gia của Úc còn là một trong những trung tâm sinh ngữ lớn nhất và có danh tiếng bậc nhất ở Úc. Các khóa học của học viên sinh ngữ được tổ chức tại hai cơ sở của trường với địa điểm thuận lợi là gần các công viên và bãi biển đẹp nhất của Úc. Đại học là một trong những trường cung ứng phong phú nhất các khóa học Anh ngữ, đặc biệt tại Úc, ngắn hạn hoặc dài hạn với rất nhiều trường đại khác nhau. Là trường đại học thuận tiện cho mọi hoạt động vui chơi và giải trí, phong cảnh lãng mạn, đẹp mắt, thiết kế hoàn hảo với không gian ấn tượng lộng lẫy như một tòa lâu đài. Thư viện của trường được thiết kế đẹp mắt, là một trong những thư viện phục vụ lý tưởng cho học sinh sinh viên với mục đích là học tập và thư giãn với nhiều đầu sách nghiên cứu và nhiều thể loại. Hồ nước cạnh trường, điểm thư giãn thoải mái và lý tưởng để nghỉ ngơi sau những giờ học tập căng thẳng. Về mức học phí và các chi phí khác, thì học phí trung bình từ khoảng 26.000 đô la Úc một năm trở lên tùy theo chuyên ngành. Ăn ở thì chúng ta cứ tính trung bình là khoảng 12.000 đô la Úc một năm. Về sách vở thì khoảng 2.000 đô la Úc một năm. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về chương trình học tập thì hãy alo ngay chúng tôi theo số điện thoại 3848479 hoặc 3838280. Chúng tôi rất vui khi được đồng hành với tất cả các bạn. Còn về vấn đề xin visa ở Úc thì như thế nào thưa chị? Có được cái visa du học Úc thì không phải là quá khó khăn. Điều quan trọng là bạn phải trung thực khi cung cấp cái hồ sơ hay giấy tờ của mình. Một khi đã đảm bảo được những thông tin về cá nhân và gia đình thì cái cơ hội đạt được cái visa của bạn là có tỷ lệ rất là cao. Và đã có một số thay đổi về cái luật visa của Úc nên cái hồ sơ xin visa của Úc hiện nay đã đơn giản hơn nhiều về mặt chứng minh tài chính. Vì thế thì bạn cần nên tìm hiểu kỹ thông tin trước khi mà quyết định xin lấy visa. Và hiện nay thì cái việc xin visa du học đối với sinh viên cũng đã trở nên giản tiện hơn vì chính phủ cũng đã giảm bớt những cái điều kiện tối thiểu, nhất là với các bạn du học sinh theo học cái dạng gọi là bậc thạc sĩ hay là các khóa tiếng Anh tập trung ELICOT hoặc là chương trình huấn nghiệp. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ.
khai giảng hàng tháng có lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán, đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.